Buổi tiệc sinh nhật bất ổn của Võ Tấn Phát khi bạn có bạn bè là diễn viên hài, sân khấu chính không còn là của bạn. Bạn nhà người ta kiểu. Sao? Còn bạn của tôi kiểu. Bỏ tay ra. Hả? Nani? Ủa? Sinh nhật của tôi mà. Trong mỗi dịp sinh nhật, dàn sao có cơ hội tề tựu bên nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Võ Tấn Phát đón sinh thân mừng tuổi mới cực lầy lội và vui vẻ bên cạnh loạt gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt. Đáng chú ý, đều là những cái tên đình đám trong làng hài nên bữa tiệc của nam diễn viên không khác gì một vở kịch hài đặc sắc. Trong đoạn clip ngắn đăng tải, có thể thấy không gian trang trí bữa tiệc sinh nhật của Võ Tấn Phát khá sang trọng và rộng rãi, đủ để dàn sao quẩy tanh bành. Sau khi ăn uống chúc mừng bên nhau thì chính thức vào việc khi khách mời nhảy quên lối về, kèm loạt trò đùa vui xỉu áp xỉu đao. Dù sinh nhật của anh chàng đã trôi qua, đoạn clip siêu lầy của hội bạn này vẫn rất viral trên mạng xã hội. Không ngại mất hình tượng, tất cả khách mời xóa hình ảnh nghệ sĩ để hòa nhập vào sự vui vẻ và không khí nhộn nhịp để mừng tuổi mới chủ nhân bữa tiệc. Đáng chú ý, Võ Tấn Phát ngày càng được đánh giá cao về ngoại hình khi sở hữu hình thể vạm vỡ và cực kỳ điển trai. Qua truyền mình xét đồ đen cá tính càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm và phong trần của nam diễn viên. Nhưng tất cả hình ảnh đẹp đẽ chỉ ở đầu bữa tiệc. Trong thời khắc quẩy banh nóc, anh chàng hoàn toàn khiến khán giả phi cười về độ lầy của mình và dàn khách mời. Ngọc Phước, Huỳnh Lập, Lê Nhân cùng nhau lấy đi phần tóc giả của nam diễn viên Hữu Đăng, khiến không khí vui càng thêm vui. Trước sự gục ngã vì bất lực của Hữu Đăng, dàn sao Việt còn chưa có dấu hiệu buông tha khi tiếp tục đem anh chàng làm trò đùa. Trước sự lăn xả và hết mình của khách mời tham gia tiệc sinh nhật Võ Tấn Phát, rất đông người hâm mộ đã không giấu được cảm xúc phấn khích khi liên tục thả bình luận trêu đùa vui nhộn. Phải công nhận rằng đây là một trong số hiếm những bữa tiệc sinh nhật thu hút cộng đồng mạng bởi nét tự nhiên và vui vẻ, cũng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa các nghệ sĩ với nhau. Được biết, đây đều là những người bạn cực hợp dơ trong lối diễn xuất. Họ từng có cơ duyên xuất hiện trong web drama Gia Đình Cục Xúc và gây được hiệu ứng tích cực. Kịch bản được viết Donny đóng giày cho từng diễn viên. Dàn diễn viên tham gia trong phim đa số đều diễn chung sân khấu thế giới trẻ như Đại Nghĩa, Minh Dự, BB Trần, Dương Thanh Phàng, Hữu Đăng, Ngọc Phước, Ngọc Hoa, Grit Fan, Kim Đào, Gia Linh, Nguyên Thảo, Tất Diệu Hằng. Do hiểu e diễn của nhau, mọi người quăng miếng rất nhịp nhàng và mượt. Ngay sau đó, bộ phim đã nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Bên cạnh diễn xuất, các diễn viên đều là những người bạn cực thân thiết ngoài đời thực. Họ luôn hỗ trợ và ủng hộ nhau hết mình trong các dự án cá nhân và các vấn đề trong cuộc sống. Giữa showbiz đầy thị phi, tình bạn đẹp của nhóm bạn hài hước này lại khiến nhiều người thêm phần ngưỡng mộ. Gặt hái thành công với nhiều vai diễn thú vị, đậm nét gây cười, Võ Tấn Phát đang là nam diễn viên hài nhận được sự quan tâm và tình yêu của fan yêu truyền hình, có sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Anh cũng cho thấy sự lột xác về ngoại hình một cách tích cực. Trong thời gian tới, chắc chắn khán giả sẽ được chiêm ngưỡng nhiều siêu phẩm cười ngả nghiêng của anh chàng. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào về nhóm bạn siêu chất lượng của Võ Tấn Phát? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.